có cảm thấy thoải mái không ạ chị? Chị đây, mà rất là thoải mái. Sắp xong một lời gương mặt rồi chị nhá. Bây giờ là nhìn nói chung là đã khác biết hoàn toàn luôn rồi đấy chị ạ. Chị đang mong muốn một cái soi gương thì dạ vâng. Rồi, xin giới thiệu với tất cả mọi người. Hiện tại thì thẩm mỹ quốc tế Bali đang có chị Mai Anh thực hiện cái liệu trình trẻ hóa da Thomas FLX 4.0 mới nhất của năm 2019. Như mọi người có thể nhìn thấy là với cái công nghệ này thì nó là cái công nghệ vượt trội hơn so với những cái công nghệ trẻ hóa da không phẫu thuật khác, đặc biệt là đầu tiết với cái đầu tiết 4.0. Thì như mọi người có thể nhìn thấy ở đây là trên tay tôi hiện tại đang cầm một chiếc đầu tiết của FLX 4.0. Đây, mọi người có thể nhìn là đây nhá, tôi đầu tiết 4.0 này. Còn ở đây là sẽ được mỗi một đầu tiết là sẽ được niêm phong như thế này để đảm bảo được đây là đầu tiết chính hãng và vẫn chưa qua sử dụng lần nào. Đó, với cái đầu tiết 4.0 thì nó sẽ có một cái ưu điểm đặc biệt hơn so với các công nghệ đời cũ và nó sẽ giữ được cho khách hàng khoảng tầm từ 5 đến 10 năm. Rất là đẹp. Và nó sẽ tự động đo được cái độ trở kháng của da, nên là mỗi cái vùng điều trị như là vùng da nông hay da sâu thì nó sẽ tự cân chỉnh và sẽ tự phát xung ra cái năng lượng để nó làm tăng da, xóa nhăn và trẻ hóa da. Đặc biệt là với công nghệ này nhá, nó sẽ còn làm một cái line, nó tạo cái đường hàng bên line cho khách hàng nữa. Bây giờ hiện tại chưa làm xong một nửa gương mặt đã nhìn thấy rất là tươi trẻ rồi. Đấy, chị xong rồi hả chị? Cho của chị đến xong rồi nhé. Bây giờ xong rồi nhé chị nhá, mới có 20 phút rồi đã xong được nửa gương mặt rồi. Vâng ạ, em mời chị ngồi dậy. Ôi chị ơi, lấy cho chị cái gương đi. Rồi, đấy. Rồi, bây giờ em mời chị soi gương nhá. Vâng, chưa chị có thấy được cái sự khác biệt trên gương mặt của chị không? Chị nhìn nhá, đây là gương mặt, nửa bên mặt là mình vừa làm xong. Còn bên mặt này thì mình chưa hề làm gì nhá. Thì mình nhìn ví dụ cái rãnh mũi má này, rồi các cái đường, các cái vết chân chim ở mắt này, rồi con đường, cái cung mày của mình đã được cao, đã cải thiện rất là rõ ràng đúng không ạ? Đường này rất là sâu, chuẩn và nền da của mình này, nền da của mình nó sáng và nó căng bóng rất là nhiều. Chị thấy căng rất là nhiều đấy. Rồi, cái đường viền hàm thì chị thấy có líp lên thế. Chị có thể sờ và cảm nhận cái da của mình ấy, rất là đanh, đấy, và săn chắc nhiều. Vâng, trên cái gương mặt của chị trước đây là cái khuyết điểm là bị cái cung lông mày nó hơi bị sệ xuống đúng không? Đó, và cái vùng khóe miệng thì sâu hơn, vâng, và da thì nền da nó cũng không được tươi tắn. Đúng rồi, nó không sáng màu. Bây giờ hiện tại thì nhìn chị nhìn một nửa gương mặt đã làm rồi và nửa gương mặt chưa làm đây, chị có thể là tự cầm gương và nhìn thấy nhìn trông khác biệt hoàn toàn luôn đúng không chị? Khác. Da rất là căng, rồi nhìn bên này trông sợ hẳn. Nhìn trông khác biệt hoàn toàn đúng không ạ? Đấy. Đối với cái công nghệ này thì về nhà bạn không phải ăn kiêng gì hết, ăn uống vẫn bình thường nhá. Và chỉ cần là bôi kem dưỡng và chống nắng thôi và uống thật nhiều nước. Như cái kem dưỡng chị đang sử dụng thì mình vẫn sử dụng như bình thường nhá. Không sao, không phải bỏ đúng không? Tức là sẽ không kiêng bất kỳ cái gì cả. Bởi vì chị ăn nhiều lắm. Chị có thể là so sánh một chút về cái công nghệ thơm mát cũ và công nghệ thơm mát bây giờ thì chị cảm thấy nó có khác biệt hoàn toàn không hả chị? Có khác biệt đó, chị thấy khác biệt nhiều đấy, bởi vì trong quá trình làm ấy là cũng không bị rát như là cái lúc đầu mà mình làm cái công nghệ cũ. Và khi mà chị làm xong thì chị thấy sau 20 phút thì chị cảm nhận rõ rệt hơn, mà thời gian là nhanh hơn. Nhanh hơn đúng rồi. Ngày xưa thì khoảng tầm hơn 30 phút mà bây giờ chỉ có 20 phút thôi. 20 phút là xong nửa mặt rồi. Nói chung là tiết kiệm được rất nhiều thời gian bởi vì chị bận lắm. Bây giờ là với cái làn da ba mấy tuổi nhỉ? Chị đang ba mấy tuổi đã? Chị 36. 36 à, đấy, với cái làn da hiện tại bây giờ thì chắc là mọi người sẽ nghĩ là tầm 20 thôi chứ không phải 26 nữa. Em nói thế chị lại tối lên về lại mất ngủ. Vâng, bây giờ nhìn rất là đẹp rồi. Đấy, cái công nghệ này là một cái công nghệ tiên tiến và đời mới chị nhá. Thì khoảng tầm 6 tháng mình lại làm một lần như này. 6 tháng làm một lần. Vâng, thì duy trì được một cái làn da của mình nó tươi trẻ, nó đẹp hơn. Đấy. Phụ nữ nó không phải đẹp thì mới tự tin em ạ. Thứ nhất là em nhìn thấy là cung lông mày cao hơn một chút này. Đấy, thứ hai là cái rãnh miệng của mình là nhìn nó cải thiện, nó đầy hơn, không bị sâu. Và gương mặt thì nó bê lai hơn, nó được thon hơn. Đặc biệt là cái nền da em thấy là nó căng bóng hơn hẳn luôn đấy. Chị thấy cái rõ nhất là căng bóng. Đấy, có thể nhìn thấy là sức mạnh vượt trội của công nghệ trẻ hóa da Thermax FLX với chị khách hàng sau khi mà thực hiện một nửa gương mặt nhá. Rồi, chị ơi em mời chị nằm xuống để mình tiếp tục thực hiện cái liệu trình của mình nhá. Chắc chắn là về lần này là ông xã là cũng phải giật mình thôi chị. Không nhận ra. Vâng, rồi, mọi người có bất kỳ những cái băn khoăn hay thắc mắc nào về công nghệ trẻ hóa da Thermax FLX 4.0 mới nhất của Bali thì có thể là để lại comment bên dưới kèm theo một cái tình trạng da nhá.